Chị đang nói dối em đúng không? Tuy là mắt em nhìn không được, nhưng mà tai em lại nghe thấy hết. Trong giọng nói của chị, rồi trong giọng nói của anh hai. Không thể nào mà che giấu được tình cảm của hai người dành cho nhau đâu. Em biết á, là chị thích anh hai em. Cả anh hai em cũng thích chị nữa. Quỳnh Như à, cô đừng có như vậy. Anh Trọng, anh nói với tôi là anh thương cô lắm. Nhưng mà đó chỉ là chuyện của ngày xưa thôi à. Ngày trước anh hai em không bao giờ mà bỏ rơi em một mình hết. Chỉ cần em buồn một chút xíu thôi là anh hai lúc nào cũng ở bên cạnh dỗ dành và an ủi em. Bây giờ anh hai không còn đếm xỉa gì tới em nữa hết á. Quỳnh Như à, không phải như vậy đâu. Anh Trọng lúc nào cũng nhắc tới cô và lo lắng cho cô hết á. Lo lắng cho em? Vậy tại sao anh còn nhất quyết về đây chi nữa? Thì tại vì là anh Trọng anh muốn về quê rồi làm việc trong phòng khám của bác Nhân để chữa bệnh cho bà con nghèo ở đây á. Nếu chị để làm việc thì anh hai có thể làm việc ở trên Sài Gòn mà. Bà em đã lo cho anh rất là nhiều chỗ để cho anh làm tốt hơn ở đây rất là nhiều mà. Nhưng mà anh vẫn nhất quyết về đây, có phải là vì chị không? Quỳnh Như à, chị ơi, chị có thể nào mà nói với anh hai em trở về nhà được không? Chị đừng dành anh hai với em nữa. Chị ơi, trong tất cả mọi người thì chỉ có một mình anh hai là thương em nhất thôi à. Chị đừng có dành anh hai với em nữa được không? Chị trả anh hai về cho em đi được không? Tôi cũng có một người anh trai, nhưng đến mặt mũi ảnh hay sao tôi cũng không biết nữa. Tôi hiểu cảm giác này mà, nên cũng đâu muốn dành anh hai của cô. Nhưng mà Quỳnh Như à, cô yên tâm đi, cô bình tĩnh lại. Tôi hứa là tôi sẽ năn nỉ, tôi sẽ nói với anh Trọng là về với cô. Cô đừng khóc nữa nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Anh Trọng nè, có chuyện này. Chuyện gì mà ngập ngừng nói đi. Tôi không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Chuyện gì? Có liên quan tới Quỳnh Như hả? Chuyện gì mà liên quan tới em vậy? Bộ hai anh đang nói xấu em hả? Em ngồi đi, không có đâu. Anh định nói cho anh Trọng biết là dạo này em đã đàn được một bản nhạc ngắn rồi. Dạ, đúng rồi đó anh hai. Kỳ này anh hai xuất diễn ở Sài Gòn á, em sẽ đàn cho anh hai nghe nha. Giỏi. Ủa mà chị Trúc về rồi hả? Người ta mới về có chút xíu à. Bộ anh hai nhớ rồi hả? Trời ơi, làm gì có. Anh hai hỏi vậy thôi, nhỏ này vậy mà cũng ganh tị nữa. Đúng là con nít. Hả? Em lớn rồi chứ bộ. Rồi. Chú Năm biết con lớn rồi. Bây giờ để chú Năm tìm chỗ trọ cho hai đứa ngủ nghỉ nghe không? Mẹ con đi xe đêm, chắc sáng mai mẹ con mới tới đó. Về nghỉ cho khỏe đi, rồi sáng mai à nghe mẹ con cằn nhằn. Dạ thôi, con không đi đâu chú Năm ơi. Qua chỗ lạ, con ngủ không có được. Chú Năm. Chú Năm để con ngủ ở đây với anh hai con nha. Đâu có vậy được. Vậy chú Năm. Chỗ này cũng lạ chú Năm. Chú Năm, đời con muốn ngủ ở đây. Chú Năm, chỗ này cũng lạ chú Năm. Không, mày im, để tao nói. Thôi, chú Năm phải chịu thua con á. Lớn rồi, vậy mà nhõng nhẽo giống như con nít vậy đó. Thôi, coi như bữa nay cả nhà mình đã ngủ đây với anh Trọng luôn nha. Hả?
Nếu chỉ để làm việc thì anh hai có thể làm việc ở trên Sài Gòn mà. Ba em đã lo cho ảnh nhiều chỗ làm, tốt hơn ở đây rất là nhiều mà. Nhưng mà ảnh vẫn nhất quyết về đây, có phải là vì chị không? Chị ơi, chị có thể nào mà nói với anh hai em trở về nhà được không? Mình có nên khuyên ảnh quay về không ta? Nhìn Quỳnh Như mình thấy rất mũi lòng, nhưng mà nếu anh Trọng về thì... Chẳng lẽ cả cuộc đời của con cũng có một bến sông để chờ hả má? Chuyện hôm trước con xin lỗi cô vì đã... Con nên xin lỗi cô Tâm kìa, con đã làm cho cô Tâm rất là lo lắng. Dạ, con đã gọi cho cô Tâm rồi. Biết Quỳnh Như không sao, cô Tâm đã hết giận con. Cô à, tới phòng anh Trọng rồi. Anh Trọng, tôi đón được cô rồi. Quỳnh Như à, con làm cho má lo lắm. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ lo lắng. Má... Con gái hư, dám bỏ xuống tận đây mà không báo cho má biết một tiếng, làm má lo muốn khóc luôn. Đã vậy còn bị ba con chửi cho một trận nữa. Mẹ, tại hôm qua con lo cho anh hai quá. Con có gọi cho mẹ mà con gọi không được. Con xin lỗi mẹ mà. Cô à, lỗi của một phần do con. Lúc đó con không suy nghĩ gì hết, đã đưa Quỳnh Như xuống đây. Thôi, Quỳnh Như bình an vô sự là tốt rồi. Má, má đi xe có mệt lắm không? Ngồi xe cả đêm, con nghỉ đi, có mệt không? Con xin lỗi, tại con mà mọi người phải vất vả. Con biết như vậy là tốt, là do con tự ý quyết định ra ngoài làm việc. Vậy thì bớt làm phiền gia đình một chút đi. Mẹ, mẹ đừng có la anh hai nữa. Anh hai còn chưa hết bệnh mà. Cô à, chắc là cô mệt rồi, để con chạy ra căng tin mua cho cô ly sữa nha. Thôi không cần đâu, cô ra ngoài cho thoải mái một chút. Con đưa Quỳnh Như đi kiếm cái gì ăn đi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi quay lại Sài Gòn. Không thôi á, ba Quỳnh Như lại trông. Dạ. Chị về xách mấy thang thuốc bổ này uống thêm cho khỏe. Dạ. Khi nào hết á, qua đây tôi hốt thêm cho. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, tôi về. Dạ, chị về. Bác Nhân. Ủa, Trúc, bộ má con hết thuốc hay sao mà con qua sớm vậy? Dạ, dạ không, con tranh thủ ghé qua bác một chút rồi đi làm. Bộ có chuyện gì hả con? Dạ... con tính hỏi chút nữa bác có lên thăm anh Trọng không? Có. Bộ con tính lên đó hả? Dạ, chắc hôm nay con không lên được. Sao vậy? Bộ hai đứa có chuyện gì giận nhau phải không? Dạ không. Tại vì hôm qua con thấy ở trên đó cũng đông người nhà của ảnh quá, chắc là ảnh không cần chuyện gì. Với lại mấy bữa nay anh Trọng nằm bệnh viện, con cũng chưa chạy lên xã hỏi thăm chuyện anh Tùng ra sao. Hôm nay con tính đi nè. Ừ, con tính vậy cũng được. Thôi, con đi đi. Bác cũng tranh thủ chạy lên thăm nó một chút, để chút nữa bệnh nhân tới khám đông lắm, bác đi không được. Dạ. Bác Nhân. Hả? Bác cho con gửi lời thăm anh Trọng nha. Ừ. Thôi con về đi. Dạ, con chào bác. Ừ. Ơi
dầu cầu giáng đông đinh. Ngủ đi mà ngồi hả họng hoài. Cây còi về nhà má cho con trai ngủ nha, ngồi hả họng cười hoài, về má lắc giọng cho ngủ nè nha. Ồ má thương. Ồ không lẽ là bà trả chồng con lại cho tao? Mày cướp chồng con của tao, trả chồng con lại cho tao. Của tôi với. Đứng lại, đứng lại. Của tôi với. Trả chồng con. Trả chồng cho tao. Trả chồng cho tao. Trả con chị cho Tư. Tao. Chị Tư Mơn. Của tôi với. Chị làm gì vậy? Của tôi với. Chị Tư. Chị Tư bình tĩnh đi. Bảo là bà này Mơn cướp chồng của tôi nè. Chạy. Không phải là chị Tư à. Chị Tư. Của người ta đã là chị Tư. Mày đứng lại đó. Mày đứng lại đó. Mày đứng lại đó. Trả cho tao. Trả cho tao. Buông ra con. Tránh ra chỗ khác. Chị Tư. Buông người ta ra đi chị Tư. Chị Tư. Trời ơi chị Tư. Chị Tư à. Bà điên hả? Chị Tư có sao không chị Tư? Chị Tư. Đúng là cái đồ điên mà. Chị Tư. Chị Tư có sao không? Má có sao không vậy má? Mày bên nó để nó đánh tao kìa. Đâu có. Bác Nhân, bác con bị sao vậy bác? Má, má. Tại con quỷ này nè. Tại mày nè. Tại mày bên mẹ. Để nó quánh tao. Nó còn bắt con tao đi nữa. Kêu nó trả con lại cho tao. Dạ, tại mày á. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ má ngoan, má nằm xuống đi. Má nằm xuống để rồi bác trả con lại cho tao á. Dạ, dạ con biết rồi. Chị Tư. Nằm xuống khám bệnh nha. Xuống đi, xong rồi con đi tìm con cho má nha. Tìm cho tao nha. Dạ. Nè. Nằm nghỉ nha. Rồi, được rồi. Má nằm nghỉ nó nha tìm má á. Rồi. Nó tìm con cho tao để tôi. Dạ, con biết rồi. Chim đa đa đậu nhanh đa đa, chồng gần không lấy đi đây chồng xa. Trúc à. Dạ. Bác thấy tình hình mấy bữa nay má con càng ngày càng quậy phá nhiều hơn, hay là con coi cách nào đưa má con đi bệnh viện khám bệnh đi con. Con cũng biết tính sao nữa bác. Dạo trước con cũng có đưa má con đi khám rồi. Bác sĩ trên bệnh viện có nói là má con bị bệnh tâm lý, nên chỉ điều trị bằng tâm lý thôi. Thuốc chỉ là phụ trợ. Đợt đó con thấy má con cũng đỡ nhiều rồi. Không biết sao dạo này tự nhiên má con bị lên cơn suốt à. Con nghĩ bây giờ chỉ có nước là tìm được ba con với anh hai con về thì má con mới hết bệnh được. Con khổ ghê á bác. Chừng đó năm nếu ba con về thì đã về rồi. Sông trôi muôn hướng mà má con cứ giữ hoài một bến sông thì làm sao? Cứ mỗi lần mà con thấy má con vậy con hận ổng nghẹn cổ luôn đó bác. Thôi con, đừng để trái tim mình bị chai sạn vì sự thù hận. Nhất là người đó lại là cha của con. Biết đâu ổng cũng có nỗi khổ gì thì sao? Bác Nhân à, vậy chi bác là ba của con thì có phải là hay hơn không? Thì bác cũng đã coi con như con gái của mình. Thôi con đừng buồn đừng khóc nữa, để sức khỏe còn lo cho má con. Dạ. Quỳnh Như má. Con phải theo mẹ về nhà ngay lập tức. Con không được ở đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa hết. Mẹ, nhưng mà anh hai con chưa có khỏe hẳn mà. Anh hai con khỏe hay không đó là chuyện của nó. Nó tự làm thì nó phải tự chịu. Còn con á, con phải theo mẹ về.
còn không được ở lại đây, ở cái xứ sở này bất kỳ một lúc nào nữa hết á. Mẹ. Má, má à, nhưng mà có chuyện gì má phải nói cho con biết. Chuyện gì hả? Con còn biết quan tâm tới gia đình sao? Con đã gây ra bao nhiêu chuyện khiến cho ba con, em con, tất cả mọi người phải lo lắng. Đi. Mẹ, nhưng mà có chuyện gì vậy mẹ? Không có chuyện gì hết. Nhưng mà anh hai con vẫn chưa được xuất viện mà. Mẹ. Mẹ sẽ lên gặp bác sĩ, xin cho anh hai con xuất viện. Anh hai. Chú Năm. Chú có biết má con gặp chuyện gì không? Sao má con giận dữ vậy? Trời ơi, chú mới về quán bà Tư Hảo Hảo chú lấy đồ đó, thì nghe má con với bà Tư Mơn giằng co nhau. Hả? Cũng may là má con không sao trơn trọi rồi. Nhưng mà bà Tư Mơn á, bà bị té, không biết là có chuyện gì hay không nữa. Có chuyện này hả chú Năm? Anh uống nước đi. Dì Tư có sao không? Không sao hết. Trước giờ má em bị vậy hoài à. Anh xin lỗi Trúc. Thực tình má anh không cố ý làm gì Tư té đâu. Thì tình em cũng không biết nói sao với anh nữa. Lần trước là ba của anh, giờ lại tới má anh. Thiệt em ngại quá à. Cũng đâu phải lỗi của em đâu. Nhiều lúc em cũng tự hỏi á, là đó đâu phải là lỗi của mình đâu. Mà sao em cứ phải chịu như vậy hoài à. Nhưng rồi nghĩ lại, em thấy má em còn khổ gấp trăm lần em nữa. Đồ quỷ cái, đồ khốn nạn. Mày đi ra khỏi nhà tao. Dì ơi, dì ơi, dì Tư ơi. Dì Tư ơi, đừng có đánh nữa. Mày, nó đó. Má ơi. Thôi mà dì, đừng đánh nữa. Anh về đi, anh đi về đi. Anh đi về đi mà. Không thôi má em đánh anh chết á. Má ơi, dì ơi. Má ơi, ơi, con là Trúc, con gái của má nè. Má nhớ không? Trúc là đứa con Trúc á, con gái của má. Mày là cái con giật chồng tao. Mày xúi chồng tao bắt con tao đi luôn. Tao quýnh mày chết. Trời tao ơi, quýnh mày chết. Má ơi, đừng có đánh nữa. Thôi. Ui vậy? Cổ là con gái của dì đó. Con nào? Cổ là con gái của dì. Dì đánh cổ chết hả? Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mày là con trai tao mà. Con không phải là con trai của dì. Cổ là con gái của dì. Cổ là con ruột của dì đó. Đừng đánh cổ nữa. Má ơi, con là Trúc nè. Con tao hả? Dì ngồi xuống đi, dì ngồi xuống. Con tao đây đâu? Đây là con gái của dì nè. Con là con của má nè. Con là Trúc, con gái của má nè má. Má không nhớ con hả? Má không thương con hả má? Má đừng có đánh con nha, con đau lắm. Đau hả? Dạ, mẹ đừng đánh con nữa nha má. Ờ thôi, má thương. Ồ, má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Má không đánh nữa, má dạ, không đánh con nữa. Dạ, mẹ đừng đánh con nữa nha má. Hết đau chưa? Giờ con hết đau rồi. Má thương con. Má ngoan quá. Má thương con. Dạ, má thương con nha. Má không đánh nữa. Anh Trọng, anh về đi. Thôi, tôi về rồi ai can gì cho cô. Không sao đâu, má em đánh em về hoài em quen rồi. Chứ giờ anh cứ đứng đây hoài á, má cứ thấy dáng dấp của đàn ông là má nghĩ tới ba với anh hai. Rồi má lên cơn nữa, khổ lắm. Anh đi về đi. Với lại anh định nói em là lát anh về Sài Gòn. Vậy anh giữ gìn sức khỏe nha. Anh Trọng ơi, anh lên trên Sài Gòn, anh nhớ liên lạc với em nha. Ừ.
có xin lỗi thầy. Mới xuống đây vài ngày thì lại gây ra chuyện, rồi lại trở về trên đó. Con không phụ giúp được gì cho thầy hết. Thôi con à, người tính không bằng trời tính. Con có lòng như vậy thì thầy mừng rồi. Vì thầy biết cho dù con ở đâu, con cũng sẽ là một bác sĩ có tâm mà. Bây giờ vết thương của con chưa lành, con ở lại đây thầy chăm sóc cho con thì thầy không có ngại, nhưng ba má con sẽ không yên tâm. Dạ con hiểu. Vậy con định chừng nào về trển? Dạ con ghé qua thăm thầy một tí rồi con đi. Má với em con đang chờ. Trúc hả? Anh Trọng. Ủa sao anh nói là anh về Sài Gòn rồi mà? Anh cũng định vậy nhưng mà nghĩ tới dì Tư nên anh anh mua con búp bê này cho má của em hả? Tại vì anh thấy dì Tư cứ khóc đòi con hoài, anh sợ không có gì thế vô rồi dì Tư đánh em nữa. Mấy ngày tới anh về Sài Gòn không hay can giùm em hết. Em đã nói là em không sao rồi mà. Thôi em đừng có ngại, tại anh không giúp được gì hết cho nên là anh chỉ có thể làm vậy thôi à. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy chừng nào anh đi? Tí nữa anh đi. Nhưng mà không hiểu sao anh muốn ra chỗ ao sen một lần. Vậy để em có cục búp bê rồi em đi với anh nha. Mai ngủ ngon nha, chúc con về. Đi anh. Anh cũng thích ngồi ở đây nữa hả? Anh cũng biết là mình thích hay không, nhưng mà cái lúc anh mới tới đây chưa quen biết ai, anh hay ra đây ngồi lắm. Nhất là những lúc gặp chuyện rắc rối, anh ra đây ngồi cho thầy Nhân đỡ lo. Tự nhiên rồi khúc sông này trở nên gắn bó với anh hồi lúc nào không biết. À, nhất là sau lần mà em chỉ cho anh cách thả nỗi buồn xuống sông á. Có thiệt là anh muốn gắn bó với nơi nghèo nàn này hay không anh Trọng? Hay là anh chỉ nói đem vui lòng? Nếu mà như vậy thì ác lắm. Bởi sông thì trôi trăm ngã, còn bến thì chỉ đứng có một mình. Muôn đời vẫn đứng có một mình. Trúc đang nghĩ gì vậy? Không. Anh chỉ mới biết bến sông này thôi. Còn tôi á, thì ngày nào cũng ra đây một lần hết á. Khi thì ngồi khóc, khi thì ngồi buồn, có lúc lại chạy ra đây để chờ đợi một phép màu. Phép màu gì? Tôi cứ mong chờ có một ngày nào đó tôi ra bến sông trước nhà, rồi tôi thấy ba và anh hai tôi lần dò chèo ghe vô hỏi thăm. Cô ơi, có phải đây là nhà bà Tư Mơn không? Chắc lúc đó tôi chết đứng như vui mừng luôn á. Vậy thì em cứ nuôi hy vọng đi Trúc. Hy vọng sẽ giúp cho con người ta vượt qua nỗi buồn và khốn khổ hiện tại. Còn từ bữa nay, em ra bến sông lại thấp thỏm chờ đợi thêm một người dân khác. Còn anh sẽ rất nhớ nơi này.
tôi lại chị. Chị buông tha cho anh Hải Long đi. Làm ơn trả ảnh về với gia đình, với hai đứa con đi chị. Hai đứa con tội nghiệp, nó không thể nào lớn lên mà không có cha được. Ai là chồng chị? Chị nói Hải Long là chồng chị. Vậy hung thú đâu? Chị về nhà đem hung thú lên đây, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi và anh Hải Long không có hung thú, nhưng đã có với nhau hai mặt con. Chị Diễm à, nhà chị giàu có, chị lại xinh đẹp nữa, chị có thể kiếm được người tốt hơn anh Hải Long nhiều lắm. Nhưng còn má con tôi, chỉ có anh Hải Long là điểm tựa. Chị buông tha cho ảnh đi chị Diễm. Chị nói vậy nghe sao được hả chị? Chị nói anh Hải Long là chồng chị mà không có hôn thú, cũng không ai làm chứng hết. Trong khi tôi nè, được cưới hỏi đàng hoàng, lại có giấy hôn thú. Với lại tôi yêu ảnh, mà ảnh cũng yêu tôi. Giờ chị biểu tôi trả anh lại cho chị là trả làm sao? Chị là đồ khốn nạn. Sao? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi hả? Thử coi. Chị Diễm mà, tôi xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho tôi đi. Chị Diễm mà, coi như chị thương hai đứa nhỏ, chị làm phước đi chị Diễm. Nè, đừng có lại sống lại chết như vậy, tổn thọ tôi. Nãy giờ tôi nói giỡn với chị thôi, thiệt tình tôi cũng không ham gì thằng chồng nhà quê cù lần của chị để mà tranh giành với chị hết á. Tôi sẵn sàng xé bỏ giấy hôn thú và trả chồng cho chị, nhưng bây giờ tôi không làm được, bởi vì tôi không còn chủ động trong chuyện này nữa. Chị nói vậy là sao? Trả chồng con lại cho tao. Mày cướp chồng con của tao. Trả chồng lại cho tao. Cứu tôi với. Trả con lại cho tao. Mày đứng lại. Cứu tôi với. Buông ra. Trả chồng cho tao. Buông ra. Trả con cho tao. Nếu như là bà thì oral cavity specimens from this site are usually collected to confirm clinical diagnosis of thirst. They are best tennis. Anh Hai. Là em nè, mở cửa cho em với. Anh Hai có trong phòng không? Rồi. Tiệm anh Hai có gì không? Dạ em... Hôm nay anh Hai mệt lắm, anh chỉ muốn ngủ một chút thôi à. Nếu mà không có gì quan trọng á, em về phòng nghỉ đi, mai nói. Anh Hai. Em giấu gì sau lưng vậy? Dạ. Đợi anh chút nha. Trời ơi. Sao thái độ anh Hai lạnh nhạt như vậy? Còn tiếng chuông điện thoại là ai gọi tới? Sao? Có phải là của chị Trúc không? Rồi, tao biết rồi, tao biết rồi. Khi nào tao hết bệnh thì tao liên lạc với mày nha. Rồi. Như. Chị hết, chị xuống dưới để cho mẹ là anh Hai.
rồi còn bắt anh hai về nhà nữa. Chị cũng muốn ủng hộ anh hai làm việc mà anh hai yêu thích, nhưng mà anh hai đi rồi chị cảm thấy cô đơn lắm. Lêu lêu mít ướt quá à, hở một tí là khóc à. Nè nha, ngày mai là sinh nhật nha, khóc như vậy là ngày mai con mắt nó sưng nha, là không có đẹp á nha, nghe không? Nếu không dạ, xấu là không có ai thương đâu á nha. Nhưng mà ngày mai anh hai có hứa đi với em không? Hứa, sinh nhật em mà. Vậy là anh hai đồng ý rồi đúng không? Anh hai đồng ý mà. Lêu lêu anh hai. Cái gì? Em thương anh hai lắm. Cậu cầm đi. Ừ, là cái gì vậy anh Trọng? Hôm nay là sinh nhật Quỳnh Như, nó muốn đi nghe hòa nhạc. Tôi mua sẵn hai vé rồi, thì tối nay nhờ cậu á, sau khi Quỳnh Như học đàn xong, cậu đưa nó đi nghe hòa nhạc giúp tôi. Anh Trọng à, nhưng mà tôi biết cậu định nói gì. Phải, tôi nghĩ anh cũng cảm nhận được tình cảm mà Quỳnh Như dành cho anh không phải là tình cảm anh em. Tôi biết là Quỳnh Như á, nó đang lẫn lộn tình cảm giữa tôi và nó. Nó không đơn thuần chỉ là anh em. Thật ra tôi cũng cảm nhận được sự chông chênh trong lòng nó. Nếu như anh biết Quỳnh Như đang chông chênh thì tại sao anh lại nhờ tôi làm chuyện này? Anh không sợ là Quỳnh Như sẽ bị sốc sao? Hôm nay là sinh nhật cô ấy mà. Tại sao anh lại không nghĩ là đây là một cơ hội rất tốt để làm chuyện đó? Biết đâu như vậy sẽ tốt hơn. Nếu như Quỳnh Như không chịu được sự thất vọng này thì sao? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Khi mà cậu giúp tôi chuyện này đi, chỉ có tình cảm của cậu mới giúp được Quỳnh Như thôi. Tôi phải khuyên Quỳnh Như điều gì bây giờ, khi mà chính cậu đã biết được bí mật giữa anh và cổ không có máu mủ ruột thịt gì? Còn anh có biết điều đó không anh Trọng? Cậu giúp tôi nha. Nha. Vậy tôi yên tâm hơn rồi. Với lại sắp tới tôi sẽ tránh tiếp xúc với Quỳnh Như, để cảm xúc của nó mau chóng được cân bằng. Cậu biết không, Quỳnh Như yếu đuối như ngày hôm nay cũng là một phần lỗi của tôi. Sao anh lại nói như vậy? Tôi nhớ cái ngày anh em tôi còn nhỏ, lúc đó ba tôi bận rộn công việc rất nhiều, cho nên là má tôi rất thường hay cãi nhau với ba tôi. Mỗi lần như vậy anh em tôi sợ lắm, nhất là Quỳnh Như. Rồi sau một lần má tôi cãi nhau với ba tôi đòi bỏ đi, Quỳnh Như nó còn nhỏ, nó rất là sợ, nó vừa khóc vừa chạy theo, không may thì bị xe tông trúng. Tai nạn đó khiến cho Quỳnh Như không thể nhìn thấy được như ngày hôm nay. Và cũng từ đó tôi luôn mang nặng tâm lý là lúc nào cũng phải bù đắp cho nó. Và anh cũng vô tình khiến Quỳnh Như lệ thuộc cảm xúc vào mình. Khi tôi nhận ra điều đó thì cũng là Quỳnh Như đã bước vào tuổi mơ mộng. Nhưng mà tôi nghĩ á, rồi Quỳnh Như sẽ nhận ra được tình cảm của mình chỉ là sự lẫn lộn. Bây giờ chúng tôi là anh em mà. Được rồi, anh yên tâm đi, tôi hứa sẽ giúp anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cái này là mẹ tặng đợt trước. Nhưng mà mẹ nói nó là chất liệu thun, với lại hơi ôm sát người. Ừ, bó quá, đi với anh hai chắc kỳ lắm ha. Ờ,
chết rồi. Anh hai vô mà thấy mình xí xọn vậy chắc cười mình chết. Dư ơi. Dạ, chờ em chút anh ơi. Anh hai vô đi anh hai ơi. Anh hai tìm em có gì không? Anh hai tặng quà cho em nè. Dạ, cảm ơn anh hai. Ủa, mà cái gì trong này vậy anh hai? Nặng quá. Sách đó. Sách gì vậy anh hai? Đây là mấy quyển sách rất là nổi tiếng. Anh mua để sau này đọc cho em nghe đó. Thích quá. Vậy là mai mốt em là được nghe giọng của anh hai rồi. Anh hai mà đọc xong hết mấy cuốn sách dày cộm này chắc cũng lâu lắm ha. Vậy có nghĩa là lần này anh hai sẽ ở đây luôn, không có đi nữa. Sáng giờ có ai tặng quà cho Quỳnh Như chưa? Dạ có. Ba với mẹ đều tặng quà cho em hết rồi. Em để đằng kia kìa. Thích nha. À, mẹ còn hứa là tối nay sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng nữa. Vậy hả? Nhưng mà em từ chối rồi. Tại vì... Ủa? Hôm qua anh hai có hứa với em là anh hai sẽ dẫn em đi chơi đúng không? Anh hai, tối nay á, sau khi em học đàn xong rồi anh hai qua rước em đúng không? Đúng rồi. Anh hai nhớ đúng giờ đó. Anh biết rồi. Sao lâu quá mà giờ này anh hai chưa tới nữa ta? Không biết có khi nào anh quên không nữa. Ê, Quỳnh Như. Ủa? Anh Kim. Hôm nay em đẹp quá. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Em đang chờ anh hai em hả? Dạ đúng rồi. Ủa mà sao anh biết vậy? Anh hai em gọi cho anh. Ủa, mà sao anh hai em gọi cho anh? Có chuyện gì không anh? Như à, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em bình tĩnh đi. Rồi, em bình tĩnh rồi. Anh nói lẹ đi. Như à, anh hai em gọi cho anh, nói là có chuyện đột xuất, không tới đón em được. Vậy sao anh hai không gọi cho em mà phải gọi cho anh? Hình như là anh nói điện thoại của em bị gì á, gọi cho em hoài không được nên mới gọi cho anh. Sao kỳ vậy ta? Hay là có khi nào trong lúc đó em đang bấm số gọi cho ảnh nên ảnh không gọi được cho em? Không biết là anh hai có giận em không nữa. Thôi để em gọi lại cho ảnh. Như à chắc là không có giận em đâu. Anh Trọng có việc bận cho nên không tới đón em được. Anh hai kỳ cục thiệt. Anh Trọng biết hôm nay là sinh nhật em mà anh không tới được, sợ em buồn cho nên anh nhờ anh tới để đưa em đi chơi. Như nè, anh có hai vé đi xem hòa nhạc hay là... Anh Kim à, em thấy không được khỏe, hay là anh đưa em về nhà giùm được không? Như nếu à, mà anh thấy không tiện á thì em đi về một mình. Ê Như à, được rồi, để anh đưa em về. Tại sao anh hai cố tình tránh mặt em? Em đã làm gì sai chứ? Xin lỗi, anh chỉ muốn em có cơ hội mở lòng ra với người khác,
chứ không nên lúc nào cũng lệ thuộc cảm xúc vào anh hai. Bị sao vậy? Nằm mơ thấy mộng hả? Thôi, nằm xuống ngủ tiếp đi.